Loạt ảnh cực cuốn hút của tiểu thư Paris, gốc Việt mới gia nhập bản đồ gái đẹp Instagram. Amandai sinh năm 1993 là gái sinh gần đây, liên tục phủ sóng Instagram với những bộ lookbook ấn tượng cho nhiều brand. Gái sinh trên mạng xã hội không thiếu song Amandai vẫn nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài đậm chất tiểu thư Paris, vô cùng thanh lịch, ngọt ngào nhưng vẫn rất cuốn hút, gợi cảm. Amandai có tên tiếng Việt là Thùy Trinh và đã ở Việt Nam được một năm rưỡi. Cô nàng sinh ra là lớn lên ở Paris, sau khi làm việc ở Úc, Đức và Pháp, Amandai quyết định về Việt Nam du lịch rồi vì quá yêu Sài Gòn, nên đã quyết định ở lại luôn. Am Adini cực kỳ quyến rũ. Làn da nâu khiến nàng tiểu thư Paris trở nên khác biệt. Thân hình mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn mang đến cho Am Adini một vẻ mong manh, dịu dàng và nữ tính. Tuy nhiên, làn da dám nắng cùng thần thái của cô nàng lại rất khỏe khoắn và quyến rũ. Nhiều người nhận xét Amandai có vẻ ngoài rất giống các nàng thơ trong những bộ phim điện ảnh lướt Instagram của cô nàng là bạn sẽ không dừng lại được, mà phải kéo xuống xem bằng hết những bức ảnh rất đẹp, rất nghệ và rất tình, cho mà xem. Vẻ đẹp đúng chuẩn những nàng thơ trong phim điện ảnh. Trước đây, Amundai từng tham gia vào MV Cần Gì Hơn của Tiên Tiên và Gia Sturty cùng với Châu Bùi. Dân tình vẫn hóng chờ cô nàng sẽ tiếp tục tham gia vào một sự án nghệ thuật nào đó trong tương lai gần. Cùng xem thêm một số hình ảnh của Amundai. Amundai ăn chay trường và tập yoga nên có vẻ ngoài rất khỏe khoắn thân hình quyến rũ một chút táo bạo ai lướt qua ảnh này mà nỡ không bấm like đây cuốn hút khỏi bàn nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất